Rồi, lại là Thịnh Bến Tre đây, mới về ăn xe giá rẻ cho anh em mình tập lái, che nắng che mưa cho cả gia đình mình đi. Con cốc Morning giá siêu hợp lý, nhưng mà xe này là bản chung không phải bản thiếu nên chỉ 4 máy nha. 1.25 4 máy, máy gầm số im nha. Mâm rất là đẹp nè, sơn xi thì cũng còn ok lắm. Nói chung là về việc lên xe là đi thôi. Thì tí em sẽ chi dặm sơn lại một số chỗ nữa. Biển số 7 rồi. Biển Tiền Giang, số cũng không đẹp không xấu. Được cái xe này nội thất nó đẹp anh chị. Nội thất đẹp lắm nha. Túp lô túp ly rất là đẹp anh chị nhìn nè. Xe chuẩn lắm. Máy im ru à. Full đồ chơi màn Android luôn anh chị nha, để cho anh chị mình 150 nha. 150 triệu, còn giảm còn bớt. Có cho nợ, có bán thiếu luôn. Đó, xe còn rất là lì xe nha. Đó, tất nhiên thì dòng này nó sẽ có chương trình dịch vụ nha, nhưng mà cái giá nó rẻ, được cái máy nó ngon thì anh em cứ qua lựa đi, đăng kiểm thì còn dài. Đó, anh em quan tâm thì alo cho em Thịnh mình nha. 0834333371 0866678971. Thịnh Bến Tre có nhiều xe, quá trời xe, con cốc, xe sedan con 7 chỗ thì quá trời. Anh em qua lựa nha. Nhiều lắm. Cảm ơn chị em mình ạ.